quan trọng phải chiến đấu sống thế. Vì sĩ là nhà bắt cả quân, nhà là bắt cả quân. Không cần người thêm người thêm hiện nay đã đủ 11 xóm. Các xóm trưởng đã có mặt và sẽ cầm cái biển cấm cắm vào đúng cái trán của mình và chỉ đạo cho quân của mình, thành viên của mình úp được cá thả đúng vào cái trán đấy, không nhầm. Cho nên chúng tôi đã có các cái bảng để cấm vào các cái trán để thả cá. Và bắt đầu khi úp đúng 8 giờ, hiện nay chỉ còn 10 phút nữa thôi. Hiện nay còn đúng 6 phút nữa thì úp bắt đầu đúng 8 giờ. Tất cả các thành viên trong xóm, mỗi xóm có 5 nơm. Lần thứ nhất hiệp 1, mỗi xóm cử 3 người và sẽ xuống. Anh em ơi, cá của ban hành giáo. Ban hành giáo có người úp đấy. Để quay mặt lại ban tổ chức để chúng ta đếm sao nó thành hàng vào, thành hàng vào. Đây đã đủ 33 một xóm. Thank you.
Ít cá rồi hết rồi, sao xuống rồi. Xin mời chúng ta chuyển về lên này. Các xóm chúng ta cử thêm một đội nữa. Hiệp hai vẫn đang lên. Chúng ta dồn về trong này để chuẩn bị hết giờ. Lớp chọc vào nơm quá để chúng ta không nhìn cá lên để cá chết. Lớp chọc vào nơm quá để chúng ta chơi cá. Trưởng xóm chúng ta chơi nơm về. Và hiệp hai chúng ta lại cứu đủ. Chạy lên đây ơi. Ôi chẳng được. Ông Tinh ơi. Anh liền à. Chắc chắn anh sẽ lên. Xem có được con đỏ hơn không? Con nào cần cần phải quay không thì đâu. Con gì đó, nó thích con thích. Lên lên con lên TV là thích rồi. Oh,
nhất rồi, số 2 nhất rồi. Số nhà thờ 46 cân, số ngò bầu 54 cân,
không biết lại. Giải nhất.